Lá cờ Việt Nam tự do có nền vàng và ba sọc đỏ. Màu vàng là màu quốc thổ và cũng là màu da của giống nòi Việt Nam. Theo vũ trụ quan của người Việt, màu vàng còn thuộc về hành thổ và có vị trí trung ương, tượng trưng cho lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia. Chính vì thế mà vua chúa thời xưa thường xưng là hoàng đế và mặc áo có tên hoàng bào. Màu đỏ thuộc hành hỏa và là màu của phương Nam. Đây là biểu tượng của một dân tộc bất khuất, anh hùng và độc lập trong cõi trời Nam, tách biệt hẳn với nước Tàu ở phương Bắc. Ba sọc đỏ còn tượng trưng cho ba miền Bắc, Trung và Nam. Tuy gọi là ba miền, ba sọc đỏ, nhưng chúng có cùng chung một nhà, nền vàng. Đó là nhà Việt Nam, con dân muôn đời thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Cờ Việt Nam tự do được hun đúc bằng khí thiêng trời đất và tinh thần quật khởi của dân tộc Việt suốt gần 2.000 năm lịch sử. Nó tượng trưng cho hồn thiêng sông núi, cho vận hội Thái Hoàm và cho sự thành công vĩnh cửu của giống nòi Việt Nam. Kể từ năm 40 Tây Lịch, thời Hai Bà, lá cờ Việt Nam tự do đã được cải tiến để có hình dạng màu sắc như hiện nay. Thật quả là một ý nghĩa cao cả và đáng được hãnh diện. Lá cờ Việt Nam tự do đã thăng trầm với lịch sử oai hùng của dân tộc, nhuốm khí thiêng sông núi. Tượng trưng cho dân chủ tự do nhân quyền, cho ý chí kiêu hùng của nòi giống Việt, cho thái hòa thịnh trị của muôn dân và cho đoàn kết trong việc giữ nước và dựng nước của tổ tiên ta. Bài hát trong sông Lam đã lưu truyền lại trong dân gian. Trần Hoàng Sa hai quân Việt anh dũng hy sinh. Từ chiến trong sông Lam, từ chiến giữ quê hương, người Việt Nam, dòng Việt Nam sáng danh quật cường. Bài hát trong sông Lam đã lưu truyền lại cho dân Nam. Người thanh niên trước pháp trường hội lớn Việt Nam muôn năm. Một tiếng súng kêu vang, một tiếng nấc khô khan, dù chết vẫn hiên ngang quyết không đầu hàng. Bài hát trong sông Lam đã lưu truyền lại trong dân gian, giặc ngoại bang biết bao lần. Lá cờ Việt Nam tự do không phải là của riêng một chế độ hay của riêng một chính phủ nào, mà là của chung cho cả dân tộc Việt tự do. Nếu một chế độ nào thối nát hay một chính phủ nào làm tay sai cho ngoại bang, thì lá cờ Việt Nam tự do không vì thế mà bị mang tiếng. Dân ta phải loại chế độ đó và phải loại chính phủ đó mà bảo vệ cho màu cờ của tổ tiên. Nhà nước bán Tây Nguyên, người muốn cứu giang sang phải phát tâm bảo vệ.